clip này để giới thiệu đến cho anh em cái dòng sản phẩm bệ từ dành cho bộ môn sóc đĩa. Thì bệ từ thì bao gồm những cái dòng bệ nào? Thì trên màn hình đây tôi đã trưng bày rất là nhiều những cái dòng sản phẩm bệ. Đầu tiên đó là cái dòng sản phẩm bệ thảm, thứ hai là dòng sản phẩm bệ quét, và thứ ba là dòng sản phẩm bệ tôn, và thứ tư đó là dòng sản phẩm bệ super màu đen này anh em nhé. Thì tất cả những cái dòng bệ này là những cái dòng bệ cao cấp nhiều anh em nhá. Anh em đánh được bệ là tắc chiến tắc thắng, 10 tiếng thì ăn cả 10 luôn anh em nhá. Mọi chi tiết về cái dòng sản phẩm này thì em cứ liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại hotline của tôi là qua Zalo, hoặc qua trực tiếp Facebook của tôi, hoặc đến trực tiếp cơ sở văn phòng của tôi. Là anh em cần phải sử dụng cho tôi một bộ quân vị không tang ở trong sân chơi. Vị thì hoàn toàn là không tang, nam châm từ không hút. Tôi có thể làm được trên tất cả các chất liệu quân vị, từ quân bài đến quân bóng thuốc, quân chắn, quân bóng, thậm chí là quân bài tây, bài nhựa, tôi đều làm hết. Ngoài ra còn có đất làm vị cho nhu cầu những anh em ở bên địa phương hay ở bên nước ngoài có chơi những mẫu vị như nào thì cứ báo tôi qua hotline của tôi. Thì trong cái clip này tôi sẽ tập trung và giới thiệu cho anh em đó là cái dòng sản phẩm bệ thảm. Những clip sau tôi sẽ giới thiệu cho anh em dòng sản phẩm bệ chôn và bệ quét và bệ super anh em nhé. Thì cách chơi làm sao và nguyên lý hoạt động nó như nào? Đầu tiên đó là nguyên lý hoạt động của cái dòng bệ này là lẻ rung một, tứ tử là rung hai, và sấp hai là không rung anh em nhé. Thì cái ưu điểm vượt trội và cách dùng của cái dòng bệ này đó là khi anh em đưa quân vị vào bệ thì bệ sẽ xử lý và báo cho anh em trực tiếp lên cực rung này, đó lẻ rung một, tứ tử rung hai và sấp hai là không rung anh em nhé. Cục rung này thì chạy hoàn toàn bằng pin tiểu anh em, là em lắp pin tiểu vào. Anh em mua cho tôi những quả pin chất lượng vào. Lắp pin tiểu này và bật công tắc lên anh em nhá. Bật công tắc bệ lên này. Còn một lưu ý nữa là khi anh em sử dụng bệ, anh em muốn đánh được bệ chuẩn, đó là anh em cần phải sử dụng tôi đó là cái nút tăng giảm cao thấp của bệ, làm sao anh em chỉnh đúng mức, đúng với quy định. Đó là cái nguyên lý hoạt động, nó là lẻ rung một, tứ tử rung hai và sấp hai là không rung anh em nhá. Thì tắc chiến tắc thắng, 10 tiếng ăn khoảng 10 luôn anh em này. Tôi sẽ đọc thử cho anh em thấy này. Mua cho tôi những quả pin thật tốt. Lẻ sẽ báo rung một này anh em này. Ra ngoài sẽ trả lại một rung em nhá. Đưa vào một rung, đưa ra sẽ trả lại rung em này. Sấp hai là không rung này. Đó, sấp hai là không rung. Ba đen ba trắng đều như vậy anh em nhá. Đó, tứ tử là hai rung này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ úp bát của sóc cho anh em thấy này. Tứ tử của sóc này anh em nhá. Báo rung một này, rung một thì chắc chắn nó là lẻ rồi anh em này. Đưa vào rung một, đưa ra ngoài vẫn là rung một, chắc chắn là lẻ rồi. Không cần biết ba đen hay ba trắng, bán sạch và lẻ thôi này. Đó, ba trắng này, ba trắng sóc tiếp này. Dùng một rất là đều này, vẫn là lẻ rồi này. Đó. Dùng hai rất là dứt khoát này, chắc chắn là thứ tử rồi này. Đánh đổ bảo vệ luôn anh em nhé. Thứ tử sắp tiếp này. Vâng này, dùng một này. Dùng một là lẻ rồi này. Đó. Dung một này vẫn là lẻ này. Vẫn là lẻ này. Rất là chính xác, ba trắng lên ba đen anh em này. Thì vừa rồi tôi vừa giới thiệu đến cho anh em cái dòng sản phẩm bệ từ thảm. Thì anh em nào quan tâm đến dòng sản phẩm này hay có nhu cầu mua hàng cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với công ty MK Casino. Hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là môn chơi sóc đĩa bịp. Và cái sản phẩm hôm nay tôi muốn dành riêng đến cho anh em đó chính là cái đĩa camera tàng hình không tang. Khi mà anh em đi chơi đi bịp ở môn sóc đĩa thì người ta thường người ta sẽ để ý bát hoặc là quân vị, người ta để ý rất là kỹ càng, kỹ lưỡng về cái kiểm tra tất cả những cái thử thách. Thì hiện tại bây giờ là những cái mẫu quân vị hoặc là bát đĩa thì không thể nào mà
có thể vượt qua được những cái thử thách tại sòng tại sới hoặc là tại các con bạc già bạc cáo, người ta kiểm tra rất là kỹ lưỡng nên là em không thể qua mặt được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu được cho anh em chính là cái đĩa camera tàng hình. Đĩa này 100% là không tang. Khi anh em đi chơi, tôi khẳng định với anh em là 100% sẽ giành được chiến thắng, là khi mà anh em đi chơi, anh em muốn bịp được người ta thì em phải luồn cho tôi đó chính là cái đĩa này vào. Bởi vì đĩa thì thường người ta sẽ không bao giờ người ta để ý, và cái đĩa thì sẽ tạo không tang anh em nhé. Đầu tiên là tôi sẽ thử cho anh em, đây, thử cho anh em này, đĩa này sẽ là không tang, bởi vì soi đèn flash không có gì này, chúng tôi đã làm những cái mao mạch ấy hoàn toàn tất cả trên cái đĩa này, nên là anh em yên tâm, anh em có thể cầm đi chơi và anh em bịp được. Quân vị thì nó có thể soi nhìn được tất cả trên mẫu mã quân vị, như là quân villa này, quân bài này, đấy, bài đỏ, bài đen, hay là những cái mẫu quân thăng long, quân đóm đều có thể nhìn được hết anh em nhé. Đối với anh em nào chưa từng chơi bao giờ thì khi mà anh em nhìn lần đầu nó sẽ rất là bỡ ngỡ, nên là anh em khi mà anh em đi mua đồ, anh em có thể đến trực tiếp cửa hàng tôi, anh em test hàng, hoặc là anh em mua, anh em đặt về, tôi sẽ cho anh em có thể trải nghiệm qua về món đồ chơi trước anh em nhé. Thì đầu tiên là anh em đi chơi thì anh em sẽ phải chuẩn bị cho tôi cái đĩa này phù hợp với cái đĩa trong cuộc chơi của anh em, trong sòng trong sới. Thứ hai là một cái màn hình để anh em có thể xem. Đấy, ví dụ khi mà anh em muốn xem ạ, rất là đơn giản nhé. Đây, chỉ cần đĩa như này là có thể lên cái mắt camera và màn hình trực tiếp trên cái điện thoại kết nối cho anh em để anh em xem. Và người ở từ xa người ta sẽ kết nối và người ta sẽ bấm rung cho anh em trong cuộc chơi là biết là về chẵn hay về lẻ để anh em có thể đánh. Đây, tôi sẽ trải nghiệm thực tế luôn cho anh em nhé. Còn nếu mà anh em muốn xem trực tiếp trên điện thoại thì nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần là mua thêm một cục wifi và nó sẽ kết nối trực tiếp lên cái chiếc điện thoại của anh em. Đây, tôi sẽ kết nối cho anh em có thể xem này. Ở đây là xem mà khi mà anh em muốn xem ở cái màn hình nó to hơn nhé. Rồi, tôi đang kết nối đây. Đây là đang kết nối trực tiếp nhé. Đĩa thì anh em yên tâm 100% là đĩa không tang. Anh em luồn vào cuộc chơi có thể cho người ta thử, người ta kiểm tra hết, ví dụ như là nam châm này, hay người ta soi đèn flash này, luộc bát luộc đĩa này thoải mái luôn nhé. Đây, đầu tiên tôi thử với quân villa. Đây là quân villa nhé. Quân villa này. Đấy, tôi sẽ sóc bát sẽ xanh chín này, quân vị sẽ xanh chín này, và tôi sóc này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy nhảy quân này, nhìn thấy nhảy quân và nhìn thấy ở bên trong là về mặt vị gì. Đấy nhá, sóc lại cho anh em thấy đây, tứ đen này, mở này, tứ đen nhá. Sắp đôi này anh em này. Rồi, nhìn thấy sắp đôi nhá. Màn hình thì rất là nét. Khi mà anh em nhìn qua cái màn hình điện thoại thì có khả năng là nó nhìn nó sẽ bị hơi bị mờ, nhưng mà khi mà anh em nhìn ngoài thực tế 100% nó rất là nét luôn. Đấy, tiếp tục tôi sóc tiếp cho anh em. Ba trắng này. Ba trắng em nhá. Rồi, tôi tiếp tục tôi thử rất là nhiều mẫu quân vị cho anh em xem này. Rồi, chuyển sang quân đen này. Quân bài đen này. Bất cả chất vị hay chất quân vị nào em đều nhìn được hết, nhìn được ra rõ ba đen ba trắng hoặc là chẵn lẻ tùy theo anh em. Tiếp tục này, tiếp tục này. Rồi nha, quân xanh chín này, sắp đôi anh em này, sắp lại ba trắng này, ba trắng sấp đôi này, khẳng định là sấp đôi anh em này, mở sấp đôi. Đấy, rất là chuẩn chỉ anh em nhé, đánh không có sai được, bởi vì khi mắt thường anh em nhìn rất khó, không bao giờ có khả năng chuyện sai lệch được nha anh em nhé. Vẫn là sấp đôi này, tôi vẫn mặc sấp đôi nhá. Đây, sấp đôi anh em nhé. Đấy, chính là cái mẫu đĩa camera tàng hình không tang. Khi mà anh em chơi này, anh em chỉ việc động vào đĩa thì cái mắt camera nó sẽ mở ra, đây cho anh em nhìn thấy rất là nét này, mở ra trong vòng vài giây. Đấy, mở ra đây trong vòng từ 2 đến 3 giây để cho anh em nhìn được là nó sẽ về mặt vị gì
đây, trực tiếp trên màn hình điện thoại cho anh em để xem nhé, rất là nét luôn. Đấy, phen đặt vị sắp đôi. Và ngoài ra thì chúng tôi đây vẫn có sản phẩm đó chính là cái bát tàng hình không tang. Anh em muốn đặt bát chơi bát, muốn đặt đĩa chơi đĩa, hay muốn đặt vào bất kể những cái loại hình mẫu mã nào, có thể liên hệ trực tiếp này qua hotline, số điện thoại hay địa chỉ cơ sở nhà tôi. Đây bát tàng hình này, rồi nhá, bát tàng hình này, ba đen này, rất là nét, ba đen, sấp đôi này, sấp đôi, mở này, đấy, hai mẫu sản phẩm hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em. Và mẫu chi tiết nhất đó chính là cái đĩa camera tàng hình không tang. Khi mà anh em nổi vào trong bộ chơi được thì anh em nên lựa chọn đó chính là đĩa camera để anh em có thể sử dụng cơ động nhất để anh em bịp được người ta, đấy, bịp được đối phương và gỡ ảo lạnh những cái gì mình đã mất trong cái thời gian vừa qua. Thì ngoài ra tôi có thể đặt làm tất cả trên những mẫu đĩa cho anh em đấy, trong một cuộc chơi của anh em, đĩa 6, đĩa 7 hoặc là đĩa hoa, đĩa trắng, đấy, đĩa lõm hay là đĩa bằng phẳng, anh em muốn đặt trên mẫu đĩa nào có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số sẽ cho anh em có thể trải nghiệm qua được cái ống cảm ứng truyền. Và tôi sẽ bật cái chế độ rút gọn nhịp chung chỉ còn rung 2, 4, 6, 8 và 10. Thì cái bảng vị rung thì tôi sẽ để ở trên cái clip anh em nhìn, anh em sẽ đánh theo cái bảng vị rung của tôi là được nhé. Và tôi sẽ sóc này, quân vị sẽ là quân vị không tang, tôi bấm nó sẽ đo này, sẽ có một cái đầu mốt bấm này. Tứ đen anh em nhé, mở tứ đen này, tứ đen anh em nhé, đây là bát đĩa, là bát đĩa xanh chín này, bốn nhịp rung là ba trắng này, tôi mở bát này. Ba trắng. Tiếp tục nhé. Tứ trắng này. Mở bát luôn này. Tứ trắng anh em nhé. Xin chào tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam. Ngày hôm nay công ty của chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái đồ chơi cực kỳ là mới về cái môn chơi sóc đĩa bịp. Như clip anh em đã vừa xem qua có thể biết được rằng là khi mà tôi sóc xanh chín với bát và đĩa là xanh chín 100%, tôi chỉ cần duy nhất là luồn cái mẫu quân vị không tang, nam châm thì không hút và soi đèn flash không có gì vào trong cuộc chơi, có thể dễ dàng qua mắt tất cả các sòng các sới bạc hay là qua mắt bạc già bạc cáo một cách rất là đơn giản và dễ dàng với cái máy cảm ứng ống truyền. Thì với một cái bộ máy cảm ứng truyền này nó bao gồm những gì? Đây chính là cái bộ máy cảm ứng giống ống truyền, là khi anh em đi chơi anh em sẽ đúc ở trong người. Đây là chính là cái máy ống này, anh em sẽ đúc trong người nhá. Còn đây là một cái phần đấy, điều khiển trực tiếp ống của chúng ta. Một là cái hình thức nhịp rung, cái cục rung nó sẽ báo rung trực tiếp cho anh em để chạm vào da thịt để anh em biết được nhịp rung. Nó sẽ có hai hình thức rung. Hình thức rung thứ nhất là chỉ rung 2, 4, 6, 8, 10 đối với cái công tắc mà khi anh em đặt xuống. Đây chính là cái công tắc anh em điều chỉnh cái chế độ chơi. Chế độ chơi ở phía bên dưới là rung 2, 4, 6, 8, 10. Còn chế độ chơi ở bên trên sẽ rung là 4 nhịp này, 6 nhịp này, 10 nhịp này, 13 nhịp này và 16 nhịp. Đấy, đó chính là đối với cái phần chúng ta gạt lên trên. Còn trên này chính là cái công tắc bật mở. Còn máy của nó sẽ sử dụng trực tiếp bằng pin con thỏ. Khi anh em chơi pin, anh em có thể thay pin chơi. Và đây nó sẽ điều khiển ra một cái đoạn dây rất là dài để anh em có thể lối đến những nơi mà anh em có thể dễ dàng bấm cái điều khiển mốt để máy nó sẽ đo cho anh em với mẫu bát quân vị. Khi mà bát chúng ta úp vào trong quân vị, nó sẽ đo cho anh em là biết được trong bát về thẳng trực tiếp mặt vị gì để anh em có thể đánh được, chơi được và chiến thắng được anh em nhé. Đây chính là một bộ sản phẩm, nó bao gồm một cái mẫu quân vị không tang anh em luồn vào trong cuộc chơi. Thì vừa rồi anh em có thể thấy tôi đã sóc thử qua vài tiếng bạc, anh em biết được cái độ chuẩn xác của máy rất là chuẩn luôn, sóc tiếng nào là chuẩn xác tiếng đấy. Thì ngay bây giờ tôi sẽ cho anh em có thể biết được cách chơi của nó như thế nào và khoảng cách chơi của cái ống cảm ứng truyền này như thế nào mà khi anh em vào trong cuộc chơi. Và lưu ý khẳng định với anh em là quân vị sẽ là không tang 100%. Khi mà anh em đi chơi cái bảng vị rung thì tôi sẽ để trên này, anh em đánh và nhìn theo clip mà anh em có thể chơi được.
cách chơi sẽ là dễ dàng đơn giản, ống thì đeo trong người. Nguyên tắc chơi là anh em phải úp bát vào. Đầu tiên này tôi sẽ lật tất cả các hạt vị cho anh em biết được cái mẫu mã quân vị của nó sẽ dùng như nào. Đối với tứ trắng sẽ dùng từ 1 nhịp dài đến 2 nhịp dài, chỉ dùng duy nhất là từ 1 đến 2 nhịp thôi anh em nhé. Tôi sẽ bấm điều khiển mốt này, cục dùng lập tức dùng nhịp đầu tiên dài, nghỉ một lúc dùng thêm một nhịp nữa. Đấy, nhịp dùng rất là dài luôn đối với cái mặt vị tứ trắng này nhá. Tiếp theo là ba trắng, ba trắng này sẽ dùng từ 3 đến 4 nhịp dùng. Tôi bấm này, tất cả những cái mẫu đồ chơi nhà chúng tôi đối với dòng đánh ống cảm ứng luôn quân vị không đang thì anh em có thể đánh trực tiếp vào mặt vị. Ống thì nhà tôi có rất là nhiều những loại ống, anh em có thể đến trực tiếp cơ sở tôi để tham khảo. Đấy, ba trắng sẽ dùng từ 3 đến 4 nhịp, sấp đôi sẽ dùng trong khoảng từ 5 đến 6 nhịp anh em nhé. Sáu nhịp rung anh em nhé. Đối với mặt vị ba đen, ba đen thì nó sẽ rung trong khoảng nhịp rung là từ 7 đến 8 nhịp rung đối với cái mặt vị ba đen anh em nhé. Bảy nhịp rung anh em nhé. Đối với cái đồ chơi cảm ứng thì anh em lên lưu ý với tôi một cái điều rằng là khi mà anh em đánh thì anh em phải đạt đúng cái khoảng cách cho tôi từ trong khoảng từ máy đến bát đĩa của chúng ta là bắt buộc phải trong khoảng từ 70 đến 80 phân thì máy nó mới có thể đo đúng được khoảng cách, đo đúng được về mẫu mặt quân vị, biết được để trong bát trong đĩa của anh em là biết về mặt vị gì để hỗ trợ cho anh em có cái khả năng chiến thắng là lên đến 95% anh em nhá. Còn riêng về mặt tứ đen nó sẽ nháy nhanh và nên rung lên nhịp thứ 9 thứ 10. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ sóc thử cho anh em qua vài ba tiếng bạc nữa, từ 2 đến 3 tiếng, bởi vì cái đoạn clip này nó không được thời lượng video không được nhiều để tôi có thể thử cho anh em nhiều tiếng bạc hơn, thì tôi sẽ sóc thử cho anh em vài tiếng bạc thôi anh em nhé. Sóc xanh chín này và tôi sẽ bấm đầu mút khiển rung rồi máy nó sẽ đo báo rung cho anh em biết. Sắp đôi anh em nhé, mở này, sắp đôi anh em này, tiếp tục tôi sắp tiếp này, đánh theo nhịp rung này, tôi mở bát này, mở anh em này, rất là chuẩn luôn, kỷ niệm thêm cho anh em tiếng nữa này. Mở này, sấp đôi này anh em này, 5 nhịp rung anh em nhá. Đấy, máy đánh rất là ok. Và tôi muốn gửi đến cho tất cả anh em đang đi chơi với cái môn chơi sóc đĩa một cái lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi, hiện tại bây giờ là rất là nhiều những cái cơ sở không uy tín, người ta bán những cái mặt hàng lừa đảo. Ví dụ như là không cần luôn bát đĩa của quân vị vào trong cuộc chơi mà người ta vẫn có thể biết được trong bát, trong đĩa về mặt vị gì, là cái điều đó là không bao giờ có chuyện xảy ra được anh em nhá.